Chào các bác nhá. Chào mừng anh em quay lại với lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện đồ chơi nhá. Thông báo với các bác là có một lô hàng quần áo ngụy trang. Quần áo ngụy trang, lô hàng quần áo ngụy trang về rất là nhiều nhá các bác nhá. Các bác thấy đây. Cái này là quần áo ngụy trang, dạng này là gọi là dạng tua lá cây, dạng tua lá cây. Hàng này là hàng đắt tiền. Hàng đắt thì nó không bao nhiêu đâu, đắt là đắt hơn cái hàng rẻ thôi. Cái hàng này là giá là 400. Nếu có một số hàng nó rẻ hơn 400 thì là cái kết cấu nó sẽ khác. Thì đây tôi sẽ cho các bác xem cụ thể một bộ nhá. Hàng này gọi là quần áo lưới, quần áo tua lá cây. Đấy, các bác mua thì các bác nói rõ giúp tôi là quần áo lưới này, quần áo tua lá cây này. Tại vì nó rất là nhiều loại, nó có loại tua đống rơm, rồi có loại lá cây khô, kaki, rồi có loại rèn di đốm, nó nhiều lắm. Thế còn cái mẫu này gọi là mẫu quần áo lưới này, quần áo tua lá cây tua, như là lá cây tua. Đấy. Đây các bác quan sát nha, lá cây tua. Đây là bao gồm một bộ quần và áo nhé, quần và áo nhé. Đây là quần này. Đây là quần này. Còn đây là áo. Cái hàng này ấy, nó là hàng đắt tiền hơn và nó sẽ dùng theo hình thức kéo khóa. Hình thức kéo khóa. Thế còn cái hàng mà hàng rẻ tiền hơn thì nó sẽ mặc theo kiểu truy đầu. Đấy, mặc theo kiểu truy đầu nhé. Đây là cái này là 400 một bộ, bao ship đến nhà rồi các bác. Bao ship chuyển phát nhanh đấy nhé các bác nhé. Cái kết cấu của bộ này ấy, là nó sẽ có cái mũ, mũ liền ở áo này. Giống như là kiểu như giống như quần áo gió ấy nhé, quần áo gió các bác nhé. Thế còn chất liệu vải, cái này là nó, vải này của nó là vải lưới như này. Vải lưới này nhưng mà độ dai thì cực kỳ luôn. Các bác có dứt cỡ nào chẳng nữa, các bác thả ra, cái mắt nó không hề xô, không hề xô tí nào. Nói chung nó cực kỳ là dai luôn, rất là dai. Cái điển hình của nó là cái dây này này. Các bác xem này, cái dây này là cái dây chính là cái vải này của nó đấy. Đấy, dây chính là vải này này. Cái này các bác có dứt kiểu gì chẳng nữa, không bao giờ đứt được nhá. Đấy, siêu dai luôn. Đâm ra các bác là yên tâm về cái chất liệu vải này. Vải này của nó rất là chắc chắn. Thế còn ở phía ngoài thì sẽ được đính những cái tua lá cây. Tua lá cây này. Vải tua lá cây lên để tạo ra tính ngụy trang. Đấy nha, tôi sẽ mặc thử cho các bác xem. Quần áo này nó chỉ có một size duy nhất thôi. Một size duy nhất. Bác nào nhỏ con thì mặc nó sẽ rộng. Và bác nào to con thì mặc nó vừa hơn. Size N, size M đấy. Là một size duy nhất. Cái này thì thường là mặc ở trong cái trường hợp là khi đi đặt bẫy, mình đi thăm bẫy trực tiếp đấy nhá. Chứ còn tôi không khuyên các bác là mặc cái bộ này từ nhà đi đâu, hoặc là mặc cái bộ này chạy ra đường đâu, nó cũng kỳ lắm nhá. Đây này còn nó là kéo khóa này. Cái này bộ này thì anh em thường lên rừng thì mặc là tính ngụy trang nó tốt, đi đặt bẫy xong mình ngồi mình rình bổi thì cực kỳ ok luôn. Đây là có mũ chụp lên này, đang mũ chụp lên nhá. Còn đây là cái quần. Quần nó đây là quần dạng cạp chun. Quần dạng cạp chun nhá. Quần dạng cạp chun có dây rút. Đấy, có cạp chun có dây rút này. Đây. Lưới mong manh xiên luôn các bác nhá. Cái này thì mát không nóng đâu. Cái này lưu ý là mình chỉ mặc ở phía ngoài thôi. Chỉ mặc phía ngoài thôi nhá. Còn các bác đừng mặc cái này không. Nổ hết nhá. Đây. Lưu ý là mặc phía ngoài đấy các bác nhá. Nói chung là rộng thì nhỏ con như tôi thì mặc nó rộng rãi. Thế còn các bác to cao đến 1m7, 1m8 thì mặc vẫn vừa vẫn ok. Quần áo này là quần áo đa năng dành cho tất cả mọi người, ai cũng mặc được. Ống quần thì là có chun bó lại để cho nó gọn gàng, nó đỡ tua. Đấy, độ ngụy trang rất là tốt, màu đã khê khô. Các bác thì các bác ngồi ở gần gốc cây để mình rình bổi nhá, rình bổi thì cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn, ngụy trang rất là tốt. Đấy nha các bác nha. Chất liệu thì lưới thoáng mát. Đây này, lưới này. Lưới này mình thổi khu hơi đi qua luôn nha, đấy, thổi khu hơi luôn. Đã nhìn thấy da thịt luôn, đâm ra là các bác mặc thì chỉ lưu ý là mặc phía ngoài thôi. Còn ở trong mới thì mình phải có đồ khác nhé. Đấy, chứ không thì không nên mặc bộ này không. Đây các bác nha. Quần áo ngụy trang lá cây tua. Đấy các bác xem kỹ nhé để biết được cái hình thức của bộ này như thế nào. Mặc kiểu kéo khóa này, có mũ chụp bên trên này, ống tay có bu rông này, ống quần có chun bu rông này. Đấy, quần là quần chun này, quần chun không có túi đâu. Đấy,
nó là cái dạng gọi là dạng ngụy trang mà. Các bác mặc bộ này để ngụy trang đi rừng hoặc ngụy trang đi bắn rất là ok nhá. À, giá thì là 400 một bộ. À, bao ship thì phát nhanh rồi, nhà bao ship đi toàn quốc rồi. Đây các bác đợi tôi một chút để xem nào. À, thế còn về hình thức mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại giúp tôi nhé, liên hệ trực tiếp. Đây. Alo trực tiếp cho tôi nhé. À, các bác tạm dừng lại một chút để lấy cái số điện thoại đi nào. À, alo trực tiếp cho tôi. Rồi xin cảm ơn các bác nhé, mong nhận được sự ủng hộ của các bác dành cho shop nhé. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhé. Rồi xin chào.